thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc là phải làm. Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm và 8 giờ tối chủ nhật hàng tuần. Chúng ta lại cùng gặp nhau trong nhịp đập thị trường của tuần mới. Và tuần này là tuần ngày 30 tháng 10. Chủ đề của chúng ta tuần này đó là liệu VN-Index sẽ đồng pha với sự tăng điểm của thị trường chứng khoán thế giới và cụ thể ở đây là thị trường chứng khoán Mỹ hay không. Trước khi có cái bài trình bày của mình trong tuần mới thì chúng ta sẽ cùng đến với tuyên bố trách nhiệm với các bạn đọc trên màn hình. Thì tất nhiên tôi nghĩ rằng là tuyên bố trách nhiệm này sẽ luôn luôn cần thiết cho mỗi cái video của tôi, bởi vì nó không chỉ tiếp cận đối với những người mà đã đăng ký kênh của Thái Phạm mà sẽ còn tiếp cận với những người chưa đăng ký kênh. Do đó thì video này nhằm phục vụ mục đích là giúp các bạn tìm hiểu về chứng khoán, về đầu tư chứng khoán. Và tất cả những cái ý kiến trên cái video này đều là quan điểm cá nhân của Thái Phạm, và Thái Phạm sẽ góp cho các bạn những góc nhìn về vấn đề bạn quan tâm. Hãy tham khảo những ý kiến này, và đây không phải là lời khuyên mua bán bất cứ một loại tài sản tài chính nào, bởi vì tất cả chúng ta đều trên 18 tuổi rồi, phải không nào? Hãy chịu trách nhiệm cho hành vi mua bán của mình bạn nhé. Và chúng ta đến với thị trường chứng khoán Mỹ thì những tin tức về tài chính thế giới và chứng khoán Mỹ trong tuần vừa rồi rất đáng lưu tâm là chứng khoán Mỹ tiếp tục có một tuần tăng điểm rất là tốt các bạn ha. Một tuần tăng điểm cực kỳ tốt thì các bạn có thể xem trên phần mềm Kung Fu Stop Pro. Ở đây là chứng khoán Mỹ thì các bạn nhìn thấy là chứng khoán Mỹ trong tuần vừa rồi có một cái tuần tăng điểm cực kỳ ngoạn mục. Các bạn nhìn thấy là tăng 1 2 3 4. Gần như là trong 5 phiên thì có 4 phiên tăng giá. Và kể từ lúc hình thành những cái đáy thứ hai của thị trường thì các bạn thấy rằng là Dow Jones tăng đã quay trở lại cái kháng cự MA200, tức là cái đường trung bình giá 200 của thị trường, và có thể là trong thời gian tới hoàn toàn là sẽ rung lắc ở vùng này, nhưng hoàn toàn có thể sẽ chinh phục lại cái mức là 34.215 điểm. Nếu còn chỉ số S&P 500 thì các bạn thấy là S&P 500 do cái cơ cấu chỉ số có các cái cổ phiếu ngành công nghệ, mà các cổ phiếu ngành công nghệ thì lại bị ảnh hưởng khá là lớn do đà bán tháo một số các cái cổ phiếu, ví dụ như là Facebook, Amazon, Netflix vân vân. Những cái cổ phiếu ngành công nghệ đã ảnh hưởng lớn đến chỉ số này, thì cái chỉ số này nó mới chỉ hồi phục về cái ngưỡng là 3.900 điểm mà thôi. Nasdaq như vậy thì nó cũng sẽ chậm hơn so với lại S&P 500 và Dow Jones. Nasdaq hiện tại thì mới hình thành cái đà tăng giá, và có thể khi mà các cái sự bán tháo những cái cổ phiếu công nghệ được tạm ngưng, hoặc là cái đà bán tháo nó ngừng đi một chút, thì chúng ta sẽ thấy rằng trong tuần tới có thể là Nasdaq sẽ kiểm định lại những mức cao hơn. Tóm lại, lý do tại sao chúng ta thấy rằng là chứng khoán Mỹ lại có những cái đà tăng mạnh như vậy, và với lại cái khối lượng rất tốt chứ không phải là khối lượng thấp các bạn ha, là bởi vì chúng ta thấy rằng là ngoài cái sự đáng chú ý là những cái đà bán tháo các cái big tech hiện nay, bởi vì cái triển vọng của các cái big tech, những cái hãng công nghệ như là Microsoft, Alphabet, Meta tức là Facebook và Amazon thì yếu. Tuy vậy, có một cái điểm mà chúng ta cũng cần phải lưu ý, đó là Apple trong tuần vừa rồi, thực sự như tôi hay đăng trên Facebook cá nhân của mình, đăng trên cái cộng đồng Happy Life đầu tư tài chính và thịnh vượng ấy, các bạn có thể xem ở trên. Thì tôi nói là Apple là một trong những cổ phiếu the most resilient, tức là một cổ phiếu rất là cứng đầu, cũng như là có một cái sức khỏe tài chính rất là lành mạnh so với lại những cái cổ phiếu big tech khác. Đấy, thì Apple thực sự là một cái ngôi sao trong số các cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn. Và đây là một cái special market, là một cái thị trường rất là đặc biệt, bởi vì những cái gì xấu thì đã từng bị coi là những tồi tệ, những cái gì tồi tệ, nhưng những gì công bố mà không tệ hơn cái ước định của thị trường thì thực sự sẽ trở thành một cái tốt. Ví dụ như Apple công bố kết quả kinh doanh của quý 3 vừa rồi, thực sự là kết quả kinh doanh về lợi nhuận thì không đạt được kỳ vọng, nhưng doanh thu thì lại vượt qua, mặc dù là suy giảm nhưng lại có sự vượt qua cái kỳ vọng của những cái chuyên gia phân tích. Thành thử ra cái cổ phiếu Apple đã có một đợt tăng điểm rất là tốt.
đằng sau, nếu các bạn đọc cái cuốn mà làm giàu từ chứng khoán theo phương pháp Can Slim của William O'Neill thì các bạn biết rằng đằng sau cổ phiếu của những cái công ty tăng điểm thường là những nhà đầu tư tổ chức lớn. Thì đằng sau của Apple là những quỹ đầu tư cực lớn, mà điển hình trong đó là quỹ đầu tư của Berkshire Hathaway, là của ngài tỷ phú Warren Buffett. Nếu chúng ta có thể nói một cách nôm na và chân dân dã thế này, là tỷ phú Warren Buffett hiện tại đang đầu tư hơn một nửa tài sản của mình vào trong, tức là một phần lớn tài sản của quỹ đầu tư của mình, và Apple là một trong những cái cổ phiếu chiếm tỷ trọng đầu tư lớn nhất trong danh mục của ông. Thì khi mà cổ phiếu này có những cái sự thay đổi về giá, có thể giảm sâu, thì sẽ có những lực đỡ của các cái nhà đầu tư tổ chức. Đấy là một trong những ưu điểm. Ngoài ra thì Apple có một cái mô hình kinh doanh, nó còn gọi là một cái mô hình kinh doanh hay lợi thế cạnh tranh Big Most rất là lớn. Có một cái thông tin mà không vui cho Facebook, và thực sự đã khiến cho cổ phiếu của Facebook ngày càng đi xuống, mà chúng ta cũng nhìn thấy. Đấy là cái câu chuyện là gì? Apple đưa ra một cái yêu cầu là tất cả những cái quảng cáo mà các bạn chạy trên Facebook, những nhà quảng cáo chạy trên Facebook mà Facebook thu tiền từ cái app của mình trên điện thoại của Apple, ở iPhone á, thì sẽ phải trả 30% phí. Nó gọi là phần in-app purchase của advertising, quảng cáo. Tức là gì? Nếu như nhà quảng cáo trả tiền $100 cho Facebook mà để quảng cáo trên cái ứng dụng điện thoại của iPhone, thì Apple sẽ lấy 30%, giống như là Facebook bán tiền, bán được doanh thu qua cái điện thoại iPhone và trên cái ứng dụng của Facebook, của điện thoại iPhone vậy. Thì đây là một trong tin không vui với lại Meta, Facebook, nhưng lại là một cái tin rất là vui đối với lại những người sở hữu của Apple. Và dần dần chúng ta thấy rằng trong cuộc chơi này, Facebook không đóng vai trò đáng kể, mà Apple mới là người quyết định cuộc chơi. Đấy, đấy là cái mà chúng ta cũng thấy rằng là Apple là tại sao là một cổ phiếu the most resilient như vậy, bởi vì nó có một cái lợi thế cạnh tranh rất là lớn. Nó có một con hào kinh tế Big Most lớn và có sự bảo kê của những nhà đầu tư tổ chức. Ngoài ra, chứng khoán Mỹ trong tuần vừa rồi thì cũng có một cái tuần tăng điểm thứ tư liên tiếp, và với cái khối lượng cao là bởi vì đa phần nhà đầu tư, trader, kể cả Mark Minervini hay những nhà đầu tư lớn đều cho rằng là những dữ liệu về lạm phát của Mỹ hiện tại đang có những dấu hiệu rất tích cực. Và dữ liệu lạm phát theo giám đốc đầu tư Megan Horneman của Verdance, một quỹ đầu tư, nói rằng là dữ liệu lạm phát không đến mức tệ, lợi nhuận các công ty niêm yết không tuyệt vời nhưng cũng không phải là tồi tệ. Khi bạn đang loay hoay ở giữa đường thì như thế thì cũng đã đủ giúp ích rồi, tức là bạn không có định hướng, nhưng những cái gì đó đến với bạn nó không tệ như bạn nghĩ đối với danh mục đầu tư dài hạn thì nó cũng là tốt lắm rồi. Và nhà đầu tư và các cái traders, những nhà đầu tư mà lướt sóng ấy, họ cũng nhận thấy rằng là cái chỉ số tiêu dùng cá nhân cho thấy là cái mức tăng chỉ 0,9% trong tháng 9 so với lại tháng trước, 0,5% trong tháng 9 so với tháng trước, và tăng có 5,1% so với cùng kỳ năm trước. Và mức tăng này dù là lớn nhưng phù hợp với dự báo. Thứ hai nữa là PCE hay PCE, nó là kích thước đo lạm phát được Fed rất là ưa chuộng, nên thị trường cho rằng là cái việc chỉ số này không tăng nóng nữa, nó có thể dẫn tới là trong cái kỳ họp tháng 12 tới vào ngày 14 tháng 12, Fed chỉ tăng 0,5% thay vì là 0,75%. Như vậy là những cái dự báo của người ta là tháng 11 tăng 0,75% và tháng 12 tăng 0,5% là một dự báo mang tính chất là đúng như kỳ vọng. Đấy, thì các bạn nhìn vào đúng như kỳ vọng như thế nào, thì trong cái công cụ Fed Rate Monitor Tool thì các bạn cũng thấy rằng là cái kỳ vọng hiện nay của việc là ngày 4 tháng 11 Fed sẽ tăng lãi suất là 0,75% lên mức là 3,75 cho đến 4% ở đây này, thì nó đã giảm, mặc dù nó giảm từ 86,5% trong tuần trước và 95% trong tuần trước, thì bây giờ nó chỉ còn 82%, nhưng về cơ bản thì người ta vẫn kỳ vọng rằng là Fed sẽ tăng lãi suất vào khoảng là 0,75% trong cái tháng 11 này. Nhưng mà sang tháng 12 thì mức tăng lãi suất của Fed chỉ là 0,5%, và thậm chí có những dự báo hiện nay cũng đang khá là khả thi rằng Fed sẽ tăng lãi suất vào khoảng chỉ đâu đó là 0,25% thôi. Còn cái mức tăng lãi suất lên đến mức là 0,75% ấy, nó giảm một cách khá là đáng kể, significant, đúng không? Thực ra thì cái này là cái kỳ vọng thôi,
Nhưng rõ ràng là cái chỉ số PCE nó giảm mà tăng không nóng như kỳ vọng, đã khiến cho những nhà đầu tư có thể hy vọng rằng là tháng 12 sẽ là một tháng tốt hơn đối với lại cái mùa Giáng sinh. Đấy. Dù tất cả những cái hy vọng như vậy và những cái sự mà những cái dấu hiệu của sự kỳ vọng rồi chứng khoán Mỹ hồi phục 4 tuần liên tiếp, nhưng vẫn không che đậy một thực tại đó là gì? Theo dot plot của Fed ấy, thì khả năng Fed sẽ tăng mức lãi suất tối đa lên mức 5% và sẽ duy trì trong một thời gian dài. Thì theo những cái economist, những nhà đầu tư, những nhà kinh tế thì người ta cho rằng nếu mà duy trì mức 5% thì có thể kích hoạt suy thoái toàn cầu. Cái câu chuyện Mỹ suy thoái trong vòng 2 năm tới, trong vòng 6 đến 9 tháng tới, tôi đã nói với các bạn từ tiến sĩ tận thế Mr. Doom, Romney, cho đến CEO của JP Morgan Chase, rồi CEO của những cái ngân hàng lớn, đúng không? Rồi những cái CEO của những cái công ty như là của Tesla hay là Amazon thì đều đang nghĩ đến cái câu chuyện đấy là suy thoái rồi. Tuy vậy thì những nhà kinh tế đang dự báo rằng nền kinh tế toàn cầu sẽ suy thoái nếu như Fed tiếp tục tăng lãi suất và giữ mức lãi suất ở mức 5% theo dot plot của Fed trong một thời gian dài. Đấy. Thì theo như Anna Wong, kinh tế trưởng của Mỹ, kinh tế trưởng của Bloomberg Economics, thì ông cho biết rằng là tôi nghĩ điều quan trọng nhất là cần theo dõi cách ông Powell sẽ truyền đạt xu hướng giảm tiềm năng tăng trưởng lãi suất. Người ta quan trọng nhất là trong tương lai Fed sẽ làm gì tiếp theo. Tóm lại là cái mức giảm một cách từ từ thì đấy là cái mà người ta đang kỳ vọng. Ông ấy, tức là ông Powell đấy, sẽ muốn tránh tạo ấn tượng rằng một sự xoay trục nào đó về chính sách tiền tệ sẽ xảy ra, đặc biệt là lạm phát cơ bản rõ ràng và đang diễn ra mạnh mẽ. Và ông Powell cũng sẽ chuẩn bị cho thị trường tăng 50 điểm cơ bản vào tháng 12, nhưng cũng sẽ đi kèm với một biểu đồ chấm, tức là dot plot, cho thấy lãi suất trong cuối chu kỳ sẽ là 5%. Thì theo Anna Wong, kinh tế trưởng của Bloomberg Economics, là cho biết như vậy. Tóm lại là có tăng 0,5% trong tháng 12 chăng nữa thì 2023 sẽ phải tăng lên đến mức 5% đến 5,25% và sẽ giữ trong vòng một thời gian dài. Thì cái điều này nó có thể sẽ kích hoạt của một cái cuộc suy thoái toàn cầu. Và theo Thomas Kostek, nhà kinh tế cấp cao của Mỹ tại Pitech Wealth Management, cho biết rằng là sự chậm trễ trong chính sách tiền tệ vẫn được đánh giá thấp và hiệu quả đầy đủ của việc thắt chặt hiện tại có thể sẽ không được cảm nhận cho đến giữa năm 2023. Đến lúc đó thì có thể đã quá muộn. Nguy cơ xảy ra sai lầm về chính sách là khá cao. Và cái điều này cho thấy rằng là nền kinh tế toàn cầu, đặc biệt những thị trường tiền tệ, rồi những cái quốc gia đang phát triển sẽ phải đối mặt với những khó khăn trước mắt mà nhìn thấy rõ trong 6 và 9 tháng tới. Tức là họ phải tiến hành một cách quyết đoán và chủ động trong việc tăng lãi suất để giữ được cái tỷ giá hối đoái một cách ổn định. Hoặc là họ phải phá giá cái đồng tiền của mình xuống một cái mức hợp lý và đồng thời tăng cái lãi suất lên để giữ lại cái nguồn dự trữ ngoại hối. Nếu không thì sẽ rơi vào cái bẫy phá sản. Nếu không thì sẽ rơi vào cái bẫy cạn kiệt cái dự trữ ngoại hối và phá sản, giống như Sri Lanka hay cái quốc gia bên cạnh chúng ta có thể thấy là Lào đang gặp rất nhiều những khó khăn vì cái nguồn dự trữ ngoại tệ của họ rất mỏng. Đấy. Và cái kinh nghiệm của Thái Lan năm 1997 cũng cho thấy rằng là nếu việc can thiệp vào tỷ giá hối đoái một cách nó thô bạo bằng việc bán ra thì giống như là bỏ củi thả củi về rừng. Gọi là mũi đốt inox ấy, nó là việc làm vô nghĩa và buộc là phải có sự linh hoạt và quyết đoán nhanh nhạy trong chính sách tài chính đối với lại những quốc gia đang phát triển hoặc các nước quốc gia kém phát triển hơn. Thế thì đây là một cái hiện thực khách quan, là một trong những cái điều mà nó gọi là tính uncertainty, không chắc chắn mà có thể dự báo được, không chắc chắn nhưng có thể dự báo được từ những yếu tố bên ngoài. Tiếng Anh gọi là externalities, là những yếu tố ngoại lai có thể tác động vào chính sách tiền tệ và các cái chính sách liên quan đến kinh tế của các cái quốc gia, bao gồm là cái sự lựa chọn hy sinh về việc phát triển kinh tế hay là duy trì cái cán cân về sự ổn định về kinh tế vĩ mô, vân vân.
Thế thì nói như vậy để các bạn hiểu rằng là cái áp lực đối với lại nền kinh tế toàn cầu và đặc biệt là quốc gia đang phát triển và kém phát triển sẽ còn diễn ra trong một thời gian dài nữa. Các bạn cũng phải theo dõi thêm. Ngoài ra trong kinh tế của tuần vừa rồi thì các bạn cũng phải để ý tới một cái mâu thuẫn rất lớn trong một cuộc chiến dầu mỏ giữa Mỹ và Ả Rập Saudi. Đây là lãnh đạo của OPEC cộng cùng với lại Nga. OPEC thì các bạn thấy là người lãnh đạo chính là Ả Rập Saudi và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, đó là UAE. OPEC cộng thì sẽ cùng có Nga. Thì các bạn thấy đây là một mâu thuẫn lớn, rất lớn trong cái cuộc chiến dầu mỏ giữa Mỹ và Ả Rập Saudi. Và nguồn cơn sâu xa của nó là cái gì? Tức là túm lại, nếu các bạn nào chưa theo dõi cái case study này thì các bạn sẽ thấy rằng là Mỹ mong Ả Rập Saudi bơm nhiều sản lượng ra để hạ giá dầu, nhưng mà Ả Rập Saudi không nghe và nghe theo Nga. Không những không bơm sản lượng ra mà còn hạ 2 triệu thùng dầu từ tháng 11 tới. Rồi để đáp trả cho việc này thì Mỹ lập tức là xả kho dự trữ chiến lược vốn rất cạn kiệt của mình để mà gì? Để mà ổn định giá dầu. Mà theo thái tử của Ả Rập Saudi thì cái ông này ông nói rằng là thái tử Ả Rập Saudi ông nói rằng là đây là một cái công việc là can thiệp thô bạo vào thị trường, bóp méo và can thiệp thô bạo vào thị trường dầu lửa. Người ta cáo buộc như vậy. Rồi Mỹ quay trở lại là muốn áp dụng cái dự luật, cái act và cái act của NOPEC, tức là không thành lập nhóm nước xuất khẩu hoặc sản xuất dầu. Đó là để mà kiện OPEC cộng vì độc quyền. Dù là NOPEC không phải mới được đưa ra nhưng mức độ hiện tại khả thi rất cao. Thì nhưng mà Ả Rập Saudi thì cũng không có vừa, phải không? Ngay lập tức là gì? Nói rằng nếu như ông dùng NOPEC Act, tức là một cái dự luật ấy, để mà chống độc quyền OPEC, thì tôi có thể là gì? Sẽ có hai việc. Một là tôi sẽ tiếp tục là cắt giảm cái sản lượng dầu lửa xuống nữa để đẩy giá xăng và giá dầu lên cao. Hai là tôi sẽ bán những cái trái phiếu chính phủ mà tôi đang cầm của ông, đó là trái phiếu chính phủ Mỹ, và sẽ thị trường tài chính, đặc biệt là lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ sẽ gặp phải rất nhiều những vấn đề, và các bạn sẽ thấy rằng là nó sẽ tạo ra những cái sự rất là đau khổ cho những người mua nhà mortgage và nhà những người làm ăn kinh doanh tại Mỹ, bởi vì cái lãi suất nó sẽ lên mức rất cao. Thì trong tuần vừa rồi thì các bạn thấy rằng là lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ là có sự hạ nhiệt, vẫn đang trong uptrend nhưng nó vẫn có sự hạ nhiệt rồi, đúng không? Chỉ số đô la index thì đang ở cái mức là đang ở một cái hỗ trợ đấy, khá là cứng, nhưng hy vọng rằng là nó đã tạo cái đỉnh, nó đã tạo cái đỉnh, và cái đỉnh sau này có thể là lên đến 112, tạo thành một cái, nó không phá được cái cản này, ở đây 112 gì đấy nó sẽ rớt lại và có thể ở đây nó sẽ có tạo một cái dấu hiệu suy yếu nhỏ. Thì hy vọng là như vậy, tức là chỉ số đô la index nó sẽ có thể nó sẽ hạ nhiệt khi các ngân hàng trung ương các nước cùng tăng lãi suất để chống lại cái sự tăng giá của đồng đô la, trừ Nhật thôi. Nhật thì tôi sẽ phân tích vào cái case study này thêm một cái chút xíu nữa để các bạn có thể hiểu sâu hơn. Nhưng bạn phải để ý cái mâu thuẫn này, và câu hỏi của các bạn phải đặt ra là tại sao lại như vậy. Và mặc dù là OPEC cộng nói rằng là ok, nhu cầu về dầu mỏ trong thời gian tới vẫn còn rất là cao, và chúng tôi đang kỳ vọng là Trung Quốc sẽ mở cửa. Chúng tóm lại lên thì người ta dự báo là 2023, 2024 Trung Quốc sẽ mở cửa. Nhưng mà cái mâu thuẫn hiện nay của một cái liên minh và cái đồng minh Mỹ và Trung Đông trong thời gian quá dài 70 năm mà không dễ bị phá vỡ, thế mà bây giờ đang đứng trước bờ vực thẳm của sự gọi là, tôi gọi là cái sự bờ vực thẳm của sự đổ vỡ. Vì sao lại như vậy? Cái không phải là các bạn đọc trên truyền thông, các bạn đọc một cái bài báo các bạn sẽ thấy là người này giảm cái nguồn cung xuống, người kia sẽ bán thêm cái sản lượng dầu dự trữ ra, rồi giận dỗi nhau, người này theo Nga, người kia thì chống Nga, theo Ukraine, vân vân. Vấn đề cốt lõi không phải là vậy. Cái cốt lõi lớn nhất đó là tôi nghĩ rằng là Mỹ và đặc biệt Đảng Dân Chủ đã quá khiên cưỡng trong việc theo đuổi chiến dịch, một cái chiến lược nó chính xác là như vậy, một cái strategy về green energy, một cái năng lượng xanh. Xong sau đó, trong đó là muốn thay thế rất nhanh chóng cái năng lượng hóa thạch là dầu lửa. Cái gasoline, tức là về xăng dầu đấy, trong vận hành giao thông của Mỹ và toàn thế giới. Mỹ và Đảng Dân Chủ thúc đẩy này quá nhanh. Và họ thúc đẩy cái quá trình sản xuất pin ở Indonesia,
và ưu tiên lĩnh vực vốn và công nghệ cho những hãng xe điện, trong đó có Tesla, ông chủ giàu nhất thế giới hiện tại, mới mua Twitter ngày hôm qua. Tuy nhiên đứng đằng sau, nếu các bạn có thể hình dung là không tự dưng Elon Musk trở thành nhà tỷ phú trên danh nghĩa là giàu nhất thế giới, nhưng đứng đằng sau cái con người này chắc chắn là những cái tài phiệt rất lớn của Mỹ, chắc chắn là như vậy. Và ông ta chắc là cũng chỉ là avatar của những cái này là mình suy đoán thôi, ý kiến cá nhân tôi ha. Thế là ông là avatar của những cái tài phiệt thôi. Và ông ta thúc đẩy cái năng lượng xanh, là cái pin năng lượng pin của xe điện và năng lượng mặt trời vân vân, năng lượng gió vân vân. Đó là xu hướng đi đúng của nhân loại nhằm giảm thiểu cái phát thải nhà kính. Tuy vậy, khi bạn thúc đẩy điều đó quá nhanh, bạn đang đẩy đồng minh của bạn vào một thế rất khó. Đồng minh của bạn hiện nay dự trữ dầu lửa nó vẫn còn tới 50 năm, 70 năm nữa. Và thứ hai nữa là người ta cũng cần thời gian chuyển đổi sang những cái nền kinh tế dựa trên năng lượng xanh, giống như cái thành phố mà 50 mấy km dọc cái Ả Rập Saudi sa mạc vậy, nó có thể tự vận hành bằng năng lượng xanh. Thì người ta cần cái sự đảm bảo của bạn để tiếp tục cung ứng cái năng lượng cũ là năng lượng hóa thạch, là dầu lửa ra ngoài thị trường ở mức giá cao để thu tiền về và để xây dựng những cái thành phố và chuyển đổi. Chứ không thể nào mà bạn nói một ngày rằng là tôi không dùng của bạn nữa và tôi thúc đẩy cho cái đối thủ của bạn phát triển. Bạn chơi với Indonesia, bạn tinh chế nickel và bạn sản xuất pin xe điện tại Indonesia, bạn không chơi với lại Ả Rập Saudi nữa, thì người ta phải chơi với những cái người mà có quyền lợi giống người ta, đó là ông Putin thôi. Ông Putin với lại đội Ả Rập này còn rất nhiều dự trữ dầu lửa mà Siberia, đúng không? Siberia và Trung Đông. Thì ngoài ra thì không những chỉ có cái chính sách đối ngoại như vậy, mà chính sách đối nội trong nước, Đảng Dân Chủ cũng cấm khai thác đất công, thăm dò và khai thác dầu khí trên đất công, cấm thăm dò và khai thác dầu khí trên mặt đất và mặt biển của Mỹ vào tháng 1 năm 2021. Đó là đạo luật của ông Biden lúc mà mới lên làm tổng thống đã làm như vậy, và ưu tiên năng lượng xanh. Tôi thấy rằng là cái ngoài cái câu chuyện là ông thái tử Ả Rập Saudi, ông ấy có cái thâm thù tư thù, nhưng mà vấn đề tư thù là vấn đề nhỏ, nó không có thù vĩnh viễn, mà nó quan trọng nhất là gì, nó là một cái câu chuyện là lợi ích là vĩnh viễn, lợi ích của quốc gia, lợi ích của cả hoàng gia, lợi ích của người dân và cả khu vực. Đó là lý do tại sao mà tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất vốn là đồng minh của Mỹ, nhưng mà cũng ngả theo Ả Rập Saudi và Nga, chứ không phải là ngả theo Mỹ. Có nghĩa là cái chính sách về năng lượng của Mỹ đang có lẽ là hơi gọi là hữu khuynh, tôi dùng như vậy theo ý kiến cá nhân tôi nhé, là quá nghiêng về những cái tiến bộ, cái mới mà quên đi cái cũ. Thì trong một cái cuộc revolution, cách mạng về năng lượng, thì cái này phải để lịch sử và con cháu chúng ta phán xét. Nhưng bất cứ một cuộc cách mạng nào thì cái việc cân bằng giữa cái cũ và cái mới là một cái nghệ thuật của những người chuyển biến. Nó tức là tôi gọi là cái biến pháp, những cái thứ mà muốn biến đổi, các bạn phải có một cái sự linh hoạt, mềm dẻo, quyết đoán nhưng mà mềm dẻo, và cân bằng những cái lợi ích giữa cũ và mới. Nếu cái cũ mà nó bị cái mới nó quá lấn át thì cái cũ nó sẽ trả đũa. Còn nếu những cái mới mà chậm quá thì xã hội không phát triển. Thế như vậy thì cái người làm biến pháp phải làm sao đó cân bằng được quyền lợi giữa người cũ, người mới, thế lực cũ, thế lực mới, và để đảm bảo những thế lực cũ cũng ủng hộ cái biến pháp theo cái hướng mới, cái năng lượng mới. Bởi vì năng lượng là sống còn của cả trái đất này, chứ không phải đơn giản chỉ là câu chuyện giữa các quốc gia. Các bạn cứ tưởng tượng một ngày các bạn không có điện, một cái nền kinh tế, một cái thành phố không có điện, đừng nói xăng, thì bạn sẽ không làm ăn được gì. Con người quay trở lại thời kỳ ăn lông ở lỗ. Và hoạt động của chúng ta thì diễn ra từ buổi sáng cho đến buổi chiều, đúng không? Cho nên năng lượng là cái cốt yếu. Do đó thì cái nguyên nhân sâu xa mà theo tôi nghĩ nó là vấn đề ở câu chuyện là cái Đảng Dân Chủ đang quá hữu khuynh cho những cái năng lượng mới. Do đó cái mâu thuẫn này sẽ không được giải quyết nhanh, bởi vì những cái lợi ích chằng chịt của những cái thành viên trong cái cabinet của Đảng Dân Chủ về cái năng lượng xanh với cái năng lượng cũ nó sẽ còn mâu thuẫn, và các bạn sẽ còn nhìn thấy những cái cuộc đấu tranh và những cái cuộc mà nói chuyện như hất vào nhau, tát nước đổ đi như thế này. Thì
thì cái đó nó cũng sẽ làm cho cái giá năng lượng. Và tôi thì tôi nói là tôi chả cầu mong, nhưng tôi nghĩ rằng là chúng ta có thể dự báo là giá năng lượng nó có thể sẽ kéo dài cho đến hết 2024, giống như 2011 đến 2014 là một cái chu kỳ bầu cử đó, ở mức cao, dao động mức cao. Bởi vì nó sẽ là một thứ mà tác động tốt đến quyền lực và cũng như là lợi ích của tất cả các phía. Chỉ có điều là gì? Mỹ, các bạn đừng nghĩ Mỹ thiệt. Với những ông chủ dầu lửa của Mỹ là những người được hưởng lợi rất lớn, mà những ông chủ dầu lửa là những công nghệ cũ về hóa chất, về dầu lửa, công nghiệp nặng, họ ủng hộ Cộng Hòa, họ hưởng lợi rất lớn từ cái việc giá khí tự nhiên và giá dầu đang ở mức cao này. Nhưng họ không ủng hộ đảng Dân Chủ đâu. Họ ủng hộ những cái thành viên mà tư bản gộc, tư bản gọi là cố hữu ấy. Đấy, thì các bạn hình dung là như vậy. Đấy, thì phải chú ý cái việc này. Đấy. Thế còn về mặt quốc tế, tuần vừa rồi thì các bạn thấy rằng là ông Tập Cận Bình chính thức tái đắc cử Tổng Bí thư và Chủ tịch nước Trung Quốc nhiệm kỳ thứ 3. Có lẽ là đây là một điều rất rất đặc biệt, vì kể từ sau khi Chủ tịch Mao Trạch Đông hay là Đặng Tiểu Bình thì ông Tập Cận Bình là coi như là vị Chủ tịch trọn đời thứ 3. Và đây là một cái điều mà về mặt giới chính trị và kinh tế xã hội ở các nước cũng rất là lưu tâm. Thì các bạn cũng sẽ thấy rằng là Trung Quốc cũng có kỳ vọng Zero Covid, mặc dù tuần vừa rồi thì các bạn vẫn thấy rằng là kỳ vọng là không còn Zero Covid nữa. Nhưng tuần vừa rồi thì các bạn cũng thấy rằng là họ lại tiếp tục thắt chặt cái việc chống Covid ở những cái thành phố lớn như là Vũ Hán, như là Trùng Khánh, vân vân. Thì tất cả những cái điều này gây hơi sự bối rối cho những nhà quan sát là khi nào thì họ sẽ Zero Covid nữa, không còn Zero Covid nữa, và khi nào họ sẽ mở cửa ra thế giới. Mặc dù là tần suất các chuyến bay quốc tế đi từ Bắc Kinh đã bắt đầu tăng lên đấy. Nhưng mà tôi nghĩ họ sẽ mở cửa một cách từ từ, và họ làm chứ không cần phải nói và thay đổi chiến lược từ từ. Và chúng ta rất mong là cái chuyến thăm Indonesia vào ngày 20 tháng 11 tới của ông Tập Cận Bình sẽ đánh dấu một cái nó gọi là remarkable event, tức là một cái sự kiện đóng một cái dấu mốc trong câu chuyện là Trung Quốc sẽ không còn Zero Covid nữa. Nhưng trước đó thì chúng ta sẽ thấy rằng Tổng Bí thư của Việt Nam chúng ta là ông Nguyễn Phú Trọng sẽ đi thăm Trung Quốc. Thì đây là theo báo Lao Động có một cái bài báo tít đề vào ngày thứ 6 rất hay. Đó là chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ thể hiện cái tầm quan trọng của mối quan hệ Việt Trung. Đây là một cái việc rất là tốt, và chúng ta sẽ cùng theo dõi thời sự để dõi theo những cái hoạt động ngoại giao. Mà quan trọng như tôi nói các bạn, chính trị, kinh tế và xã hội là những thứ liên hệ mật thiết với nhau. Đây là một trong những cái điều mà tôi nghĩ thị trường tài chính tiền tệ hay là kinh tế đều rất là để ý. Đấy, thì đấy là một cái điều mà chúng ta thấy là cái chính sách ngoại giao của chúng ta rất là hay. Đấy, hãy cùng theo dõi ha các bạn ha. Và trong tuần tới thì các bạn cũng sẽ thấy rằng là đối với thị trường chứng khoán, thì bây giờ chúng ta nói về thị trường chứng khoán Việt Nam, thì thị trường chứng khoán Việt Nam đã test hai đáy thành công, và tôi thì đang kỳ vọng là thị trường sẽ hòa nhịp với chứng khoán Mỹ. Cụ thể đây là kỳ vọng cái gì? Kỳ vọng rằng là chứng khoán Việt Nam sẽ có cái bùng nổ theo đà giống như chứng khoán Mỹ. Có được kỳ vọng chứ. Thì test đáy thành công như thế nào? Thì như tuần trước thì các bạn thấy rằng là khi mà thị trường có một phiên giảm điểm rất mạnh vào ngày 21 tháng 10, thì rất nhiều người nói là thị trường sẽ mệt mỏi lắm, sẽ còn phá đáy nữa. Thì tôi cũng làm một cái video, tôi nói rằng là thị trường sẽ test hai đáy và phục hồi. Thì nhiều người không tin vào chuyện này. Nhưng mà khi mà thứ hai mở ra, đặc biệt thứ hai mở ra chỉ số giảm tiếp 3,3%, rồi đến ngày thứ ba mới có sự phục hồi, sau đó phục hồi đi lên thế này. Thì thực tế ta thì cũng không phải là người có quả cầu pha lê, nhưng tôi nghĩ rằng là khi mà test được hai đáy thành công, và với cái khối lượng không những là suy giảm mà còn khối lượng gia tăng ở cái vùng đáy này, và đặc biệt là ở phiên ngày thứ 6 vừa rồi, mặc dù là có cái sự mà đi ngang và sau có sự điều chỉnh so với phiên lúc mở cửa, nhưng thanh khoản của thị trường ở mức khá là tốt, cho thấy một điều là cái nguồn cung đấy, thanh khoản 13.000 tỷ thì nó cho thấy rằng là những cái nguồn cung
nguồn cầu hấp thụ cái nguồn cung bắt đáy ở cái phiên ngày 25 và 26 tháng 10 cũng khá là tốt. Với đà tăng rất là mạnh của cổ phiếu ngân hàng thì trong tuần vừa rồi thì cổ phiếu ngân hàng, các bạn có thể coi ở đây, thì cổ phiếu ngân hàng trong tuần vừa rồi đó là cái duy nhất là cái dòng cổ phiếu mà tăng đến 5,95% và thanh khoản tăng 23,86% so với cùng kỳ trước. Đây là cái nỗ lực rất là hài hòa. Ngành phân bón thì tăng 4,3% nhưng thanh khoản có sự giảm sút. Đây là cái thống kê trên cái phần mềm Kung Fu Stock Pro mà tôi nghĩ rằng các bạn có thể coi. Và cái chỉ số sức khỏe của thị trường đã lên mức là 29. Thị trường từ vùng sợ hãi tột độ là 1 điểm, 2 điểm, 3 điểm đã tăng lên mức là dần dần các bạn thấy nó đã tăng lên. Đấy. Và thực sự là thị trường không còn là mức sợ hãi nữa. Khi mà hình thành hai đáy xong và có những cái phiên test lại cái điểm số ở 1030 điểm, 1027 điểm này này ở khối lượng cao thì cho thấy rằng là cái mức hỗ trợ và nguồn cung nguồn cầu hỗ trợ thị trường cũng đang rất là tốt, và kỳ vọng là thị trường sẽ cũng giống như thị trường chứng khoán Mỹ sẽ có bùng nổ theo đà rồi sẽ có sự tăng trở lại, có thể là phục hồi kỹ thuật thôi nhưng nó cần phải phục hồi hòa nhịp với thị trường chứng khoán thế giới, nhất là trong cái bối cảnh thứ nhất là Ngân hàng Nhà nước đã nói rất rõ thì trong cái bài báo là gần đây là vào ngày 29 tháng 10 thì thống đốc Ngân hàng Nhà nước nói Việt Nam mình nói rằng là chúng ta ưu tiên ổn định tỷ giá, giống như tôi phân tích lúc đầu với các bạn vậy. Nhưng quốc gia như Việt Nam nếu với chính sách linh hoạt và chủ động như thế này thì chúng ta sẽ thấy rằng là ổn định tỷ giá là vô cùng quan trọng. Và theo thống đốc thì chúng ta chấp nhận lãi suất biến động để ổn định tỷ giá. Theo thống đốc Ngân hàng Nhà nước thừa nhận thì bắt đầu từ tháng 10 thị trường tiền tệ và ngoại hối trong nước biến động mạnh, chủ yếu tâm lý kỳ vọng do các thông tin không đúng sự thật đã tác động mạnh tới hoạt động của các tổ chức tín dụng cũng như diễn biến thị trường ngoại tệ. Trước tình hình đó thì chính phủ đã chỉ đạo các bộ ngành phối hợp với Ngân hàng Nhà nước để đảm bảo thanh khoản đáp ứng khả năng chi trả cho các tổ chức tín dụng. Và đối với thị trường ngoại hối thì bà Hồng cho biết là Ngân hàng Nhà nước phải chủ động cho phép tỷ giá biến động linh hoạt hơn. Bởi nếu ổn định lãi suất thì không thể kiểm soát được thị trường ngoại hối. Trong khi đó, ổn định thị trường ngoại hối có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc giữ vững cái niềm tin cho nhà đầu tư nước ngoài. Đấy. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhấn mạnh trong một cái bài báo trả lời chất vấn Quốc hội đấy là điều quan trọng trong điều hành chính sách kinh tế vĩ mô, chính sách tiền tệ là phải xác định được mục tiêu trọng tâm của giai đoạn đó là gì, nhưng trên tinh thần xuyên suốt là phải kiểm soát được lạm phát, bảo đảm ổn định vĩ mô. Còn trong ngắn hạn sẽ phải đánh đổi các mục tiêu. Ví dụ để ổn định tỷ giá thì chấp nhận lãi suất phải tăng. Lãi suất tăng sẽ ảnh hưởng đến sản xuất, đến doanh nghiệp, đến tăng trưởng GDP. Tuy nhiên sau khi ổn định được thì chúng ta sẽ tăng tốc sau. Thì tôi nghĩ đây là một cái câu chuyện mà rất phù hợp vào giai đoạn hiện tại. Và đó là một sự linh hoạt, quyết đoán cần thiết để đảm bảo như tôi nói dự trữ ngoại hối của chúng ta và ổn định vĩ mô, thì đấy là một cái điều rất là tốt. Và chúng ta cũng thể kỳ vọng vào thị trường bởi vì những cái quyết định rất là quyết liệt của Ngân hàng Nhà nước như vậy. Và một bài báo khác giật tít tôi cũng thấy rất hay, đó là thống đốc Ngân hàng Nhà nước trong ngắn hạn phải lựa chọn đánh đổi các mục tiêu. Đấy. Và một cái kỳ vọng nữa cho thị trường tuần mới có thể đồng pha với thị trường kinh tế Mỹ, thị trường Mỹ và thị trường các nước quốc gia phát triển, đó là gì? Là theo Bộ Công an thì ông Phạm Văn Vượng không có bao giờ bị đồn đoán nằm trong danh sách cấm xuất cảnh. Những cái tin đồn lung tung đấy là không đúng sự thật. Đấy, thì các bạn đừng loan truyền tin đồn linh tinh, bởi vì những cái tin đồn mà không đúng sự thật nó có thể gây họa cho những người đăng Facebook để mà đồn đoán rồi gây ảnh hưởng đến thị trường. Dạo gần đây thì các bạn thấy có một Facebooker là đã bị xử lý 2 năm đấy, bởi vì đưa những tin đồn mà chưa được kiểm chứng và tin đồn không đúng sự thật lên trên mạng trước khi có những cái thông tin chính thức của báo chí, ví dụ vậy. Thì tôi nghĩ rằng là cái này mà đặc biệt nó gây tác động xấu đến thị trường thì nó sẽ không tốt. Và chúng ta cũng thấy là trong báo Tuổi Trẻ cũng đang là kinh tế thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi tung tin giả phá hoại nền kinh tế, thì đấy cũng là một cái kỳ vọng để cho cái thị trường tuần tới các bạn ha. Và trong tuần vừa rồi và tuần này thì chúng ta tiếp tục đón nhận các cái báo cáo kết quả kinh doanh quý 3 của các doanh nghiệp. Ngành thép thì hơi kém một chút, là lợi nhuận dòng sau cái suy giảm rất mạnh vào quý 2 thì quý 3 là bị lỗ
Đấy, nó cũng đúng thôi, bởi vì trong cái thị trường bất động sản, trong cái nguy cơ hiện tại là cắt lỗ giảm giá và đóng băng về thanh khoản do yếu yếu cái tín dụng nó đang bị thắt chặt ấy, thì thép thì cũng có thể không làm gì được, cũng không bán được hàng, giá lại giảm thì lỗ là cũng bình thường thôi. Đấy. Thì cái tin này tôi nghĩ rằng là có thể trong ngày thứ hai nó sẽ ảnh hưởng đến cái những cái cổ phiếu thép trong ngắn hạn. Nhưng rõ ràng đối với những nhà đầu tư tổ chức, những nhà đầu tư lớn thì các bạn có quan sát cái hành động bán ròng của họ và bán ra rất mạnh mẽ đứng ngoài cuộc chơi suốt từ cái quý 2 và thậm chí quý 3 vừa rồi, thì tôi tin rằng là những nhà đầu tư lớn họ đã biết thông tin này trước và họ đã bán ra trước. Có khi tin ra thì nó sẽ ảnh hưởng đến nhà đầu tư nhỏ lẻ, nhưng có thể nó sẽ làm cái phục hồi kỹ thuật ngắn hạn thì sao, không biết được đúng không nào. Bởi vì những cái gì mà nó xấu thì những cái tổ chức lớn, những người mà có những cái sự suy đoán tốt hơn, không có những hy vọng viển vông thì họ đã bán ra rồi. Thì bây giờ có thể là ở vùng giá thấp với những cổ phiếu tốt họ có thể họ sẽ nhập vào. Tất nhiên nó sẽ ảnh hưởng đến nhỏ lẻ nhưng mà hy vọng rằng là nó sẽ không có ảnh hưởng quá lớn đến câu chuyện thị trường. Và tôi vẫn kỳ vọng là thị trường sẽ tiếp tục phục đà phục hồi, có thể sẽ quay trở lại test cái nếu mà đà phục hồi có thể diễn ra thì có thể nhún xuống. Tôi cũng không biết, tôi cũng phải là chuyên gia đi bói. Tôi nghĩ là như vậy. Nhưng mà cái việc câu chuyện ở đây rằng là cả thế giới đang rất là tốt, rồi chính phủ cũng quyết tâm là không để cho những cái tin đồn ảnh hưởng đến thất thiệt, ảnh hưởng kinh tế và thị trường. Đại biểu Quốc hội cũng phát biểu là cần phải ổn định thị trường chứng khoán. Rồi những cái tin đồn thất thiệt cũng đã được Bộ Công an nói thẳng là không bao giờ có cái câu chuyện đấy liên quan lãnh đạo các tập đoàn. Thì tôi nghĩ là chúng ta có quyền kỳ vọng là tâm lý thị trường sẽ quay trở lại và cái đà phục hồi sẽ tiếp tục. Đấy là cái điều mà tôi rất là kỳ vọng. Kỳ vọng. Và xác suất là cao, xác suất là cao. Và đối với chúng ta thì chúng ta cần phải làm gì? Thì đối với lại những người mà theo payback time, ngày đòi nợ, thì chúng ta cứ giải ngân theo khi nào có thị trường có cái sàn trần cứng thôi. Khi nào sàn trần cứng thì chúng ta giải ngân, đúng không? Chứ không phải chúng ta cứ bình quân một cách phi lý, bình quân giá cứ giảm là mua thì chúng ta hết tiền mất. Ở vùng sàn trần cứng thì chúng ta có thể 100 triệu như tôi nói các bạn mua 25 triệu thôi ở vùng sàn trần cứng đó, còn lại 75 triệu từ từ nếu mà mua đúng, chúng ta quan sát thêm một thời gian xem thị trường có quay trở lại cái sàn cứng đó không. Nếu nó quay lại mà nó lại vững thì chúng ta lại giải ngân thêm 25 triệu, còn nếu mà nó quay lại mà nó thủng thì chúng ta chưa vội giải ngân, đúng không? Chúng ta phải đợi. Mà nếu mà nó không quay lại cái vùng sàn này nữa mà nó tích một cái vùng sàn sàn trần mới, tức là một cái vùng sàn hỗ trợ cứng ở mức cứng hơn, cao hơn, và chúng ta quan sát thì cái mức này rất khó có thể là bị phá vỡ thì chúng ta lại giải ngân. Đấy là những người học payback time ngày đòi nợ. Với những doanh nghiệp mà có cái lợi thế cạnh tranh lớn, sản phẩm thiết yếu tiếp tục tăng trưởng làm ăn tốt, chứ không phải doanh nghiệp đi lùi, những doanh nghiệp chu kỳ. Đấy. Rồi đối với những người đầu tư theo Can Slim, làm giàu từ chứng khoán theo William O'Neill, theo phù thủy Mark Minervini vân vân, thì các bạn đợi bùng nổ theo đà. Đấy, thì tôi nghĩ rằng tôi vẫn kỳ vọng, đấy, cái này là cái kỳ vọng thôi, là sẽ có ngày bùng nổ theo đà trong tuần tới. Cái kỳ vọng bùng nổ theo đà thì các bạn theo kỹ thuật và đặc biệt theo làm giàu từ chứng khoán thì các bạn có thể giải ngân những cái cổ phiếu dẫn dắt, đấy, dòng cổ phiếu dẫn dắt, những cổ phiếu mà được hưởng lợi. Các bạn nên nhớ nhé, không chỉ là những cổ phiếu phục hồi kỹ thuật mà là những cổ phiếu dẫn dắt, không những chỉ số sức mạnh giá. Trên cái phần mềm Kung Fu Shop Pro của chúng tôi có đầy đủ hết, là chỉ số sức mạnh giá RS tốt mà nó còn phải thể hiện cái sự đột phá về kết quả kinh doanh. Đấy, cái điểm 4M, điểm Canxi và điểm 4M nó phải đột phá trong cái quý 3 vừa rồi và trong 4 quý gần nhất. Thì nếu mà nó đột phá chứ không phải nó là một cái phú quý giật lùi đi xuống mà các bạn giải ngân vào những ngày bùng nổ theo đà những cổ phiếu đó, thì đó là bạn làm nhà đầu cơ lướt sóng. Còn những nếu mà những các bạn mà mua private pocket ở những thời điểm mà bùng nổ theo đà đối với những cổ phiếu Canxi đúng nghĩa thì các bạn toàn có thể giải ngân. Còn giai đoạn này thì đối với nhà đầu tư giá trị, những người đầu tư mua rẻ thì người ta sẽ chờ đợi. Thì đối với tôi thì tôi nghĩ là như thế này này, tôi cũng hay nói trong livestream rồi và lại lặp lại một cái thông điệp này có lẽ không thừa. Nó cũng giống như thời điểm tháng 11 năm ngoái và tháng 12 cho đến tháng 1 năm ngoái, tôi luôn luôn nói rằng cổ phiếu bất động sản là những cái lúc mà rất rất rủi ro. Thời điểm tháng 11 ở Phú Quốc, rồi tháng 12, tháng 1 tôi luôn nói rằng là cổ phiếu bất động sản cực kỳ rủi ro. Thì lúc đó thì thậm chí là không có nhiều người quá tin về chuyện tôi đã nói điều đó, mà thậm chí còn rất nhiều người
cười. Tôi cũng không quan trọng chuyện đó, bởi vì việc đúng sai đối với tôi không có quan trọng, mà quan trọng là túi tiền của tôi và túi tiền của các bạn liệu có mất đi hay không, hay là có dày lên hay không, đấy có quan trọng hơn. Chứ đúng sai không quan trọng, bởi vì như tôi nói các bạn, tôi có thể sai nhưng sẽ góp cho các bạn góc nhìn về vấn đề bạn quan tâm, phải không nào? Thì theo tôi thì nó sẽ tập lại trong giai đoạn này, đó là cái câu chuyện tôi nói đi nói lại là đừng có ăn thua với thị trường, đừng dùng margin giai đoạn hiện tại. Giai đoạn hiện tại các bạn hãy nhìn dài và rộng một chút, hãy nhìn vào kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển. Trong một cái thống kê của World Statistics thì người ta cho biết rằng là cái chi phí sản xuất tại Việt Nam thấp thứ ba thế giới sau Ấn Độ và Trung Quốc. Nghĩa là trong long term, dài hạn, Việt Nam vẫn là một cái điểm đến hấp dẫn của dòng vốn FDI toàn cầu. Và nếu như chính phủ chúng ta đang quá rất là quyết liệt như hiện tại để giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, tạo niềm tin cho nước ngoài về tỷ giá hối đoái, về lãi suất vân vân, về chính sách tiền tệ, thì trong ngắn hạn chúng ta có thể gặp những khó khăn, nhưng trong dài hạn chúng ta vẫn là điểm đến của những hãng xưởng trên thế giới, và Việt Nam vẫn có một tương lai rất là tươi sáng. Các bạn hãy nhìn dài hạn một chút, nhìn dài hạn như thế, đừng nhìn ngắn hạn, và hãy đầu tư dài hạn, tập trung vào cái công việc kinh doanh của mình, những cái công việc bạn đang làm để tích lũy, theo lời khuyên tài chính cá nhân của tôi là tích lũy những cái đồng tiền để mà các bạn có thể đợi chờ những vùng sàn trần để giải ngân, và bạn mua cổ phần và mua cổ phiếu của những công ty tuyệt vời, những công ty có lợi thế cạnh tranh lớn, con hào kinh tế lớn, big moves ở vùng giá rất rẻ. Những người khác họ bị ảnh hưởng bởi tâm lý, họ có tư duy ăn sổi ở thì, tư duy là sáng mua, sáng gieo chiều gặt, thì sẽ bị những cái tin đồn, ví dụ những cái tin đồn thất thiệt, rồi những cái câu chuyện sợ hãi mơ hồ, họ sẽ bán ra, họ bán bằng mọi giá những cổ phiếu. Như tôi nói các bạn, cái tỷ suất lợi nhuận dòng nó lên đến 73%, lợi nhuận gộp lên đến 80%, họ vẫn bán mọi giá, thậm chí bán sàn, họ bán những cái cổ phiếu không phải là mang tính chất chu kỳ như là vật liệu xây dựng, thép, rồi bất động sản, chứng khoán, ngân hàng. Họ bán thì từ mình cũng dễ hiểu, họ bán những cổ phiếu của những doanh nghiệp mà sản xuất kinh doanh ổn định bền vững, những sản phẩm thiết yếu này ai cũng phải dùng, hàng ngày dùng, gây nghiện, thương hiệu mạnh, gây nghiện đây là nghiện khi dùng chứ không phải là gây nghiện ha. Gây nghiện khi dùng tức là dùng không thể dùng không dùng được, rồi thương hiệu mạnh, có con hàng kinh tế lớn và tiếp tục tăng trưởng, họ bán giá sàn. Thế tức có thể là giá sàn mình chưa mua đâu, nhưng mà vấn đề họ đến cái vùng sàn trần và không thể giảm được nữa, thì lúc đó thì mình sẽ nhặt dần. Đấy. Và nghĩ dài hạn, hãy tập trung vào công việc, giữ vững công việc của mình. Kinh tế khi rơi vào cái lúc khó khăn thì cái công việc của các bạn rất quan trọng, và có được cái nguồn tiền hàng tháng đảm bảo cho gia đình của chúng ta sống an tâm, đầu tư ngủ ngon, đấy là cách mà tôi nghĩ giai đoạn này các bạn nên tập trung vào, hơn là ăn thua thị trường lướt lát quá ngắn. Đấy, suy nghĩ quá ngắn, lướt lát quá ngắn. Tôi cũng không biết là 960 điểm, 965 điểm đã là đáy hay chưa, tôi cũng không quan tâm lắm. Nếu nó là đáy dài hạn thì quá tốt, và tôi kỳ vọng vào điều đó. Nhưng nó có thể là sẽ xuống thấp hơn, có thể lắm. Nó có thể không xuống bao giờ, xuống lại cái chỗ này nữa, cũng có thể lắm. Nhưng vấn đề nằm ở đây là gì? Nó có thể xuống thấp hơn, nhưng tôi vẫn đang làm bài tập về nhà. Tôi dùng cái công cụ Comfort Shop Pro, tôi lọc ra những cổ phiếu tốt, những cổ phiếu có ROE, ROA tốt, PE cực kỳ thấp, không những thấp trong hiện tại mà thấp trong tương lai, triển vọng kinh doanh, ban lãnh đạo tốt, big mode, để tôi bắt đầu, tôi ngắm nghía, đưa vào watchlist và tôi tích trữ tiền của mình. Tôi cứ từ từ tôi mua một ít, ít một, không phải giải ngân một lần. Có thể không phải mua chỉ 2022, có thể mua 2023, mua 2024, giống như bạn đi tích những cái miếng đất xung quanh nhà bạn, những chỗ nào mà có thể sinh ra dòng tiền vậy. Thì đấy là những cái lời khuyên mà tôi nghĩ là của tôi. Một lần nữa cũng không phải là một cái gì khuyến nghị bạn mua bán. Các bạn hãy làm bài tập cho cái việc này. Và đây là một cái món quà Thái Phạm muốn gửi đến các bạn. Hy vọng là các bạn tìm thấy những cái giá trị trong cái video của tôi, không những đối với thị trường mà còn là đối với lại những cái cách để các bạn có thể xây dựng cái tương lai và tự do tài chính của các bạn. Nên nhớ, kinh tế, chính trị, xã hội là những thứ các bạn cần phải gắn kết với nhau. Và càng đọc về kinh tế, chính trị, xã hội nhiều và hiểu được những vấn đề kinh tế vĩ mô thì bạn sẽ hiểu được rất nhiều thứ. Hiện tại chúng tôi đang cho đặt trước, nói về vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội và kinh tế vĩ mô thì các bạn nên đọc cái cuốn Basic Economics, là kinh tế học cơ bản. Chúng tôi đang cho đặt trước trên trang web của Happy Life.
là cuốn sách không có bất cứ một cái biểu đồ nào cả, là dày khoảng 1.000 trang, khá là dài. Nhưng nếu bạn đọc được cái điều đó, bạn có thể giải thích được tất cả những hiện tượng kinh tế xã hội đang diễn ra một cách rất đơn giản. Và cuốn sách này là cuốn sách The Best Seller ở Amazon do tác giả Thomas Sowell, một trong những kỳ tài có thể giải thích những vấn đề đơn giản trở thành những vấn đề phức tạp trở thành vấn đề rất đơn giản, giống như Albert Einstein từng nói, nếu bạn không giải thích những vấn đề phức tạp cho những đứa trẻ 6 tuổi có thể hiểu được thì bạn chưa thực sự thông thạo những thứ mà bạn làm. Và các bạn nếu coi video của Thái Phạm thì các bạn cũng sẽ thấy là những vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội, đặc biệt là vấn đề về đầu tư, Thái Phạm cũng cố gắng học hỏi và có thể giải thích cho các bạn một cách rất là nôm, rất là đời, rất là chân thực, không qua trương, không màu mè, đơn giản để các bạn có thể hiểu và theo dõi nó một cách rất là thưởng thức, tôi gọi là underground. Và một lần nữa, trong một cái video dài đến 45 phút như thế này, cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của Thái Phạm. Hãy ủng hộ Thái Phạm bằng cách like cái video này cho các bạn thấy hữu ích, chia sẻ cái video này. Và đặc biệt đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh của Thái Phạm để bất cứ khi nào tôi ra video thì bạn sẽ là người nhận đầu tiên và sớm hơn tất cả người khác. Xin chào và xin chúc các bạn có một tuần giao dịch thành công.